Thiết giáp Rally Ukraine hứng đòn khi cố cứu đồng đội Abraham. Nga công bố video xe tăng Abraham và thiết giáp Rally của Ukraine bị phá hủy gần Avdiivka, dường như trong lúc đang cố giúp nhau sơ tán. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4 tháng 5 công bố video từ máy bay không người lái UAV, cho thấy đòn tập kích nhằm vào xe tăng chủ lực M1A1 Sa Abraham và thiết giáp M2A2 Rally của Ukraine tại khu vực gần khu định cư Novopoko, tây bắc thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk. Trong video, xe tăng Abraham nằm nghiêng sang bên phải, trong lúc tổ lái tìm cách bỏ xe để rút về tuyến sau. Chưa rõ xe cán phải mình hay bị sa lầy trong quá trình di chuyển. Một xe Rally tăng tốc ở khu vực cách chiếc Abraham hơn 100m, nhưng cũng trúng hỏa lực của Nga và bốc khói dữ dội. Nó cố gắng di chuyển đến vạt rừng gần đó, nhưng khựng lại khi ngọn lửa lan rộng và bị thiêu rụi hoàn toàn. Các đơn vị Nga sau đó sử dụng thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV, và đạn pháo dẫn đường Granson cỡ 152mm để bắn cháy xe tăng Abraham. Tài khoản Russian Army chuyên đăng tư liệu tham chiến của lực lượng Nga nói rằng xe Rally bị tập kích khi đang vội vã tìm cách cứu đồng đội trên xe tăng Abraham. Chưa rõ số phận của tổ lái trên xe tăng và thiết giáp Ukraine. Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin. Khu định cư Novopoko hiện do Ukraine kiểm soát, nằm cách làng Ochetino và Berdychi, hai cứ điểm then chốt trong phòng tuyến của Ukraine ở tây bắc Avdiivka, gần 5 km. Nga giữa tháng trước mở mũi đột kích chớp nhoáng, tiến quân với tốc độ 1 km mỗi ngày và giành được làng Ochetino, vị trí then chốt trong tuyến phòng thủ của Ukraine ở tây bắc Avdiivka. Giới chuyên gia quân sự phương Tây ví đây như lưỡi dao dài 8 km xuyên thẳng vào phòng tuyến Ukraine, trong đó mũi dao nằm ở giữa làng Ochetino. Sau khi giành được Ochetino, lực lượng Nga đang tìm cách mở rộng vùng kiểm soát và bảo vệ tuyến hậu cần, liên tiếp kiểm soát thêm nhiều ngôi làng xung quanh. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sitky ngày 28 tháng 4 thừa nhận tình hình ở tiền tuyến phía đông đang xấu đi, buộc Kiev rút lực lượng khỏi nhiều ngôi làng then chốt như Berdychi, Seminovka và Novomykha để bảo toàn mạng sống binh sĩ. Ông cũng mô tả đây là khu vực phức tạp nhất ở tiền tuyến và thừa nhận Nga đã có những thành công chiến lược nhất định. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.